Chị và cô chú, hiện tại em có mặt tại ấp Hiệp Trị, xã Bình Nghị của huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang. Thì em có mặt trên con đường huyện lộ 05 nha. Cái hướng này thì anh chị chạy hết là tới huyện lộ 03, thì anh chị chạy tới thị trấn Tân Hòa. Cái hướng ngược lại thì anh chị chạy 5 cây mấy số nữa là tới trung tâm của thị xã Gò Công. Đó, đây là huyện lộ 05. Thì trên cái mảnh đất mình muốn bán á, là nằm trong con đường này nha. Con đường này là con đường xe 2 tấn rưỡi. Trong ấp văn hóa Hiệp Trị nè, đường này xe 2 tháng rưỡi. Bây giờ mình sẽ chạy vô cái miếng đất mình coi nha anh chị. Đây là con đường đi vô nha anh chị. Đi rồi lại đây, mình sẽ đi vô cái mảnh đất mình muốn bán thì cũng sát bên đây thôi. Mình chạy vô chợ cỡ chưa tới 1 phút đi xe nó là tới rồi. Đây là ấp truyền thống cách mạng, ấp văn hóa Hiệp Trị, huyện Gò Công Đông. Trong đây là con đường rất là sạch sẽ. Trong đây khu dân cư nha anh chị, ở thì rất là ok. Diện tích thì cũng tương đối ở được 330 lô nè, thì 520, 530, 540, nói chung là đủ thứ anh chị. Nói chung là mình có rất là nhiều sự lựa chọn. Đây là tới đất của mình nè. Rồi thì hiện tại em đã có mặt tại mấy cái lô đất của mình rồi. Đất của mình thì san lấp mặt bằng đã xong rồi. Còn chờ lúng thôi. Mình mấy cái đất này thì dự trữ để mình ban ra thêm để cho nó cao lên á. Thì mặt tiền trên con đường này thì em có 2 lô. Đó. 2 lô nằm đây nè. Từ cái điểm này nha, từ cái điểm này nè, đi ngang đây là 5 mét, thẳng là tới phía sau. Thẳng là tới phía sau, em vô em lên cái cọc phía sau cho anh chị mình coi đi. Thẳng là tới phía sau là 26 mét mấy. Có 100 thổ cư, chủ kêu bán với giá là 330 triệu. Cái lô thứ hai diện tích cũng giống vậy luôn. Diện tích cũng giống nhau luôn, 330 triệu luôn. Thì đây ra đường lớn sát bên nha. Đây là đường lớn ở sát bên rồi. Hướng này là hướng Tây. Thì bây giờ để em giới thiệu đến anh chị hai lô bên trong. Hai lô bên trong trên con đường này. Đường này bên trong thì xe hơi cũng vô được luôn nha anh chị. Đường bên trong thì để em đo coi. Đường này chắc 2 mét à. Đường này 2 mét anh chị. Đường này chắc 2 mét à. 2 mét, 2 mét rưỡi gì đó. Tầm này chắc 2 mét rưỡi đi. Cả tầm 2 mét, cỡ 2 mét rưỡi đi. Đi vô trong. Thì cái lô bên trong á. Trong đây có 2 lô nha. Bề ngang 12 mét. Bề sâu vô là 32 mét. Mặt tiền trên đường này nha, có 200 thổ cư nè. Từ cái điểm này nè, từ điểm này nha, đi qua đây nè là 12 mét nè. Đó, tới điểm này là 12 mét, đi thẳng vô tới cái mấy cái hàng cỏ phía sau đó. Hàng cỏ phía sau là cái ranh giới đất của mình đó, phía sau có cọc rồi. Là 530 triệu, có 200 thổ cư. Anh chị nhân cái số thước lên nha. Đó. Còn cái lô thứ hai. Cái lô thứ hai nằm trong đây, mặt tiền theo con đường này luôn nha. Mặt tiền tới mấy chục mét lận. Lô thứ hai mặt tiền mấy chục mét lận. Lô thứ hai thì 433 mét vuông nha. 200 thổ luôn. Đây là lô thứ hai tới đây nè. Đi dọc qua nở hậu ra là 20 mấy mét. Lô thứ hai nở hậu ra là
Gần 22 mét anh chị. Nè, bên đây nè. Đó, đi thẳng qua bên kia luôn. Lô thứ hai là 540. Coi như lô thứ hai anh chị nào mua nhà vườn thì có hai mặt tiền. Mặt tiền phía sau, mặt tiền bên hông. À, để em cầm cái máy quay em quay tổng quát lại cho anh chị mình coi. Rồi. Đây. Để em đứng xa cho anh quay cho anh chị mình coi nha. À, thì cái lô thứ hai nè, mặt tiền từ ở đầu đẳng, từ đầu ngay chỗ này nè. Dọc theo đây mặt tiền, một mặt tiền. Mặt tiền bên hông á là 34 mét. Mặt tiền ở phía sau nè, à, coi như là con đường phía sau đi. À, phía sau mình là nở hậu ra là 20 mấy mét đó nha anh chị, 22, 23 mét vậy đó. À, lô này là 540, 200 thổ cư. Còn cái lô bề ngang là 12, bề sâu 32. Nó có khe ti lần nó vậy nhưng mà xéo góc chút nha. Tại xéo theo con đường á, ở phía trước nè. Là 530. Xung quanh đây nè. Ở khu vực đây rất là đẹp, nhà cửa không có màu mã gì hết, không có nuôi gia súc gia cầm gì hết nha. Đất rất là đẹp. Đó. Hai lô. Lô bề ngang 12 mét là 530. Còn lô hai mặt tiền ở bên hông nè. Lô mặt tiền bên hông ba mấy mét á là 540. Còn mấy cái lô mặt tiền ở ngoài đường ngoài trước ngoài đây nè. Ở chỗ chiếc xe em á là 330 mỗi lô. Thì đây cọc là có nè. Cọc móc là người ta đã cắm rõ ràng hết rồi. Đó. Có cắm cọc hết rồi, anh chị khỏi lo nha. Thì ở đây em bán 4 lô nha. Hai lô mặt tiền bên ngoài 330 mỗi lô. Hai lô mặt tiền trong hẻm, diện tích rộng làm nhà vườn 530 và 540. Rồi, đất đây nè. San lấp lên. Hướng này là đường thông nha anh chị. Đường thông lên thị trấn Tân Hòa luôn á. Đường xe 2 tấn rưỡi nè. Khu dân cư nhà cửa đâu rất là đông. Từ ngoài đầu đường vô sát bên tới chạy chắc cũng không bao nhiêu xa. À, đầu đường đường nhựa quải chạy vô chắc cũng cỡ trăm mấy mét. Rồi thì tới đây em kết thúc cái video. Anh chị nào muốn mua thì liên hệ số điện thoại trên màn hình giúp em. Xin chào và hẹn gặp lại anh chị.